Hoàng Ngài Auto xin chào toàn thể các bác. Tiếp tục lại là những cái kiện hàng chuẩn bị được gửi đi cho tất cả các bác khách hàng đấy của Hoàng Ngài Auto trên mọi miền tổ quốc vào ngày 1 tháng 8. Thì hôm nay thì cũng có khá là nhiều hàng, như những cục súp S15K đến từ thương hiệu FP Pro được gửi vào Lâm Đồng này. Đấy, gửi cho bác khách ở Lâm Đồng. Và bốt 601 nhá, gửi đến GN Bình Dương cho chị Diễm. Chị cũng là một trong những khách hàng cũng khá là thân thuộc của Hoàng Ngài Auto đây. Đấy, âm ly 5.6 Sotherken này, súp bãi JBL Passion, súp bát 30, súp bãi JBL nhá. Đấy, và 150S quản lý nguồn. Đấy, những cái dòng, những cái mẫu sản phẩm đến từ thương hiệu Hoàng Ngài Auto được đi liên tục cho tất cả các bác khách hàng trên mọi miền tổ quốc nhá. Bên em đóng hàng cực kỳ là kỹ lưỡng, rất là cẩn thận. Đấy, được đóng gói rất là nhiều lớp xốp này, nên là khi kể cả khi vận chuyển đi xa, đấy xa đến mấy thì cũng hoàn toàn yên tâm về chất lượng khi đến tay tất cả các bác khách hàng. Đấy, hàng nó đóng gói cực kỳ là kỹ lưỡng, quản lý nguồn của Adly nhá. Đây, dòng này là bên em đang bán với giá là 1.400.000 đồng. Đấy, quản lý nguồn Adly 150S này, 150S đang có giá là 4.300.000 đồng bao ship nhá, gửi về Tư Nghĩa Quảng Ngãi cho đấy, cho anh Dung này. Hàng của EAP vào đồ thì luôn luôn có cho ra chất lượng thì cực kỳ là tốt rồi, và chế độ bảo hành cũng khá là lâu dài cho tất cả các bác. Đấy, Passion 12 này, là Passion 12 là bãi JBL bãi xịn nữa. Và bên đây thì cũng có B3 2020, những dòng súp bát 40, bát 40 hàng nội địa Trung này. Hàng này nghe chất lượng cũng khá là ok. Thì đây là toàn bộ những cái đơn hàng mà hôm nay chuẩn bị được lên đường cho tất cả các bác khách hàng của Hoàng Ngài Audio trên khắp mọi miền tổ quốc. Và cũng còn một số đơn nữa của một số bác nữa thì bên em cũng đã đóng xong ở trong kho rồi. Đấy, thì khi nào các bác nhận hàng thì các bác được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhá. Đấy, bên em bán hàng là được kiểm tra hàng trước khi thanh toán, đúng hàng, đúng chất lượng thì các bác nhận hàng thanh toán cho em. Và hiện tại thì bên em cũng đã về được một lô là bốt Hồng Kông 301 CD3, hàng bay xịn nhá, vỏ thùng gỗ và gỗ lạng này. Đấy, dòng này thì cực kỳ là chuẩn rồi, chất lượng khá là hay. Dòng này thì có rất là nhiều các bác khách hàng đã chờ đợi cực kỳ là lâu, đến đợt này thì mới về được hàng bát xanh này. Dòng này thì không thể nào mà chê được rồi. Bên em đang bán với giá là 2.900.000 đồng, cái mức giá quá là hợp lý rồi. Trên thị trường thì bên em vẫn luôn luôn khẳng định đấy, chưa có bên nào bán được những cái mức giá mà tốt như bên em. Chất lượng hàng thì luôn luôn bao zin cho tất cả các bác rồi, hàng bãi thì luôn luôn bao zin, và vẫn qua những cái chế độ bảo hành khá là tốt cho những sản phẩm hàng bãi như thế này nhá. Hàng rất là đẹp đúng không ạ? Bác nào đang quan tâm về những cái dòng bốt 301 Hồng Kông vẽ xịn này thì liên hệ ngay đến Hoàng Hà để được bên em tư vấn và đặt hàng nhá. Nội thất ruột gan của nó thì em cũng quay khá là nhiều rồi. Đấy, và bên cạnh đó thì còn những cặp là KN12 2020. Hàng này thì thuộc vào dòng hàng loa quốc dân rồi. Dòng này thì đi cực kỳ là nhiều luôn cho tất cả các bác rồi, hàng rất là đẹp đây đúng không ạ? Bên này là bốt Hồng Kông này. Bốt Hồng Kông hôm nay về cũng khá là nhiều, cũng mang ra ngoài cửa hàng được vài đôi để giới thiệu cho tất cả các bác. Nội thất ruột gan đây. Đây, con tụ Mexico này, chở này, bóng đèn này. Và trong thùng của nó có in đầy đủ thông số nhá, rất là đẹp đúng không ạ? Hàng cực kỳ là đẹp, vừa mới về đến Hoàng Hà xong. Đấy thì cũng để thông báo cho tất cả các bác thôi. Đấy, những bác nào đã đặt về hàng bên Hoàng Hà chúng em, đấy thì hôm nay ngày 1 tháng 8 thì hàng cũng chuẩn bị được lên đường, đang đợi bên vận chuyển vào, bên vận chuyển vào để vận chuyển hàng đi, để giao đến tay cho tất cả các bác. Hàng đóng gói rất là kỹ lưỡng đây đúng không ạ? Này, đóng gói cực kỳ là kỹ lưỡng nên là các bác hoàn toàn yên tâm thì chất lượng hàng khi được giao đến tay tất cả các bác nhá. Vâng, và bác nào quan tâm đến những dòng sản phẩm nào của Hoàng Hà Auto, đặc biệt là những cái cặp loa bốt Hồng Kông 301 CD3 vừa mới về đến Hoàng Hà thì có thể liên hệ ngay đến số điện thoại 0967 345 155 để có thể đặt hàng ngay nhá. Xin chào toàn thể các bác.